Chuyện đười ươi. Ở núi Phong Khê đất Thục có giống đười ươi, mặt như mặt người, biết cười, biết nói. Máu nó dùng để nhuộm mùi, không bao giờ phai, nên người ta lừa bắt nó. Tính đười ươi thích uống rượu, thích đi guốc. Người ta biết thế, đem rượu vào guốc ra, bày la liệt ở quãng đồng không, rồi đi nấp một chỗ. Đười ươi ngửi hơi rượu, kéo nhau ra thấy rượu, thấy guốc, biết rằng xứ mình, bèn chửi rủa người lập mưu đánh bẫy và nói thậm tệ đến cả cha ông người ấy. Đoạn bảo nhau đi, lẩm nhẩm nói chớ có mắc mưu cái loài khốn nạn trực hại mình. Xong đã đi mà vẫn ngoảnh lại, rồi lại bảo nhau ta thử nếm xem, tưởng không hại gì, tay chấm miệng mút bén mồi làm mãi thành say sưa mờ mịt, quên cả lời khôn lẽ phải bấy lâu giữ gìn, chính choáng nghiêng ngả, nói cười cười, chân đưa vào guốc thất thểu đi. Người nấp bấy giờ đổ ra thì đuổi ươi lảo đảo chạy, con ngả nghiêng, con ngã ngửa, người ta bắt sạch, không sót con nào. Than ôi, biết rõ người ta lừa gạt mình mà cứ tham lam mê muội, để đến nỗi mắc lừa người ta mà mất mạng. Ngu lắm thay, thật là ngu lắm thay. Lời bàn: rượu chè, thuốc phiện, cờ bạc, trai gái, ở đời có bao nhiêu sự đam mê, tuy vẫn biết là tai hại, mà khốn cái tính ngây, cái máu mê, nó như có ma lực, vẫn xui dục run rủi ta rủ nhau, đua nhau mà tìm đến, mà say đắm, có khi tai hại cũng không chừa. Than ôi, còn ở trên bờ vực sâu mà không biết giữ, đã đến lúc lăn xuống, ăn năn sao cho kịp. Cổ nhân đã có câu, nhất thất túc, thành thiên cổ hận, tái hồi đầu, thị bách niên thân. Nghĩa là, lỡ bước một phen, nghìn đời ân hận, quay đầu nghĩ lại, chín suối ngậm ngùi. Thật đáng ghê thay, cho nên người ta phải cẩn thận giữ mình, khi đã biết sự đam mê có thể tai hại được mình. Khi đã biết sự đam mê có thể tai hại mình được, thì cố tự chủ, tự trị mà hãm mình lại ngay, chớ để cho nhân dục thắng được thiên lý thì phí cả đời.